Đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại là 12 giờ trưa của ngày 24 tháng 11 năm 2020. Còn thì em trân trọng được giới thiệu với các bác một chiếc sập thờ bằng gỗ Mita chân 24. Và có kích thước là dài 2m17, rộng 1m07 và cao 1m17. Và thì chiếc sập thờ này chúng em làm theo đơn đặt hàng của anh khách hàng là anh Giang ở thị trấn Thanh Sơn. Vâng, thì anh đặt chúng tôi đã khá lâu rồi. Vâng, thì anh cũng đã ra và kiểm tra phần mộc rồi. Và hôm nay là hoàn thiện trước khi cho lên xe để vận chuyển lại cho anh Giang. Thì chúng tôi sẽ quay lại một video clip để giới thiệu với khách hàng cũng như để làm kỷ niệm đối với anh Giang. Vâng, thì chiếc sập thờ này là đục là mẫu tứ linh các bác nhé. Vâng, chân là đầu lân chân móng. Ở giữa là có đầu hổ phù, hai bên là có hai con phượng và hai con lân, gọi là mẫu tứ linh. Vâng, ở phần cổ được chúng tôi chạm mà ở giữa là cuốn thư nhé, và hai bên là hai con rồng hóa mai và rồng hóa mai hai bên. Và ở bên dưới là có hoa văn cũng như là đục chuyện gấm. Và thì chiếc sập thờ đã được tôi hoàn thiện là pew bóng kính rồi, nên là nó hơi bị lóe ánh sáng, nhìn nhìn nó không được rõ lắm. Và thì rất là vội nhưng là không quay được phần mộc. Và hôm nay đã sơn bóng kính rồi, đã quay và sẽ xin giới thiệu và báo giá cho các bác biết chiếc sập thờ này. Và anh xin nhắc lại một lần nữa là chiếc sập thờ này là làm theo đơn đặt hàng của anh Giang ở thị trấn Thanh Sơn. Và anh ấy đặt chúng tôi là một chiếc sập thờ 100% bằng gỗ Mita. Vâng, chân là chân 24. Vâng, chiếc sập thờ này em làm cho anh Giang là với mức giá là 27 triệu các bác nhé. 27 triệu. Giá hoàn thiện và lắp đặt tại nhà, bao gồm hoàn thiện luôn, miễn cước phí trong phạm vi khoảng 100 km. Và đối với nhà anh Giang này cách cơ sở tôi khoảng 25 km thôi. Đây thì các bác nào có nhu cầu sở hữu một chiếc sập thờ như của anh Giang thì trấn Cẩm Khê này thì sẽ xin liên hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ như trên màn hình và số điện thoại là 0987 510 806, và nằm tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Và đơn vị chúng tôi là chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên cũng như là bàn thờ, bàn ghế và sập trên quy dạ cá và giường tủ các loại. Còn đây góc quay lên là góc quay 45 độ và để các vị nhìn thấy được ở bên đốc. Và nó sẽ quay một lần nữa chính diện cho các bác chiêm ngưỡng chiếc sập thờ này. Còn thì chiếc sập thờ mới mức giá 27 triệu trên 24 loại Mita 100%. Vâng, thì em xin cảm ơn các bác nhé đã bớt chút thời gian để theo dõi hết video clip của đồ gỗ Tùng Tám nhé. Và các bác nào có thiện chí và yêu quý cơ sở đồ gỗ Tùng Tám thì sẽ xin bấm like và đăng ký kênh nhé để được cập nhật hàng ngày những mẫu mã mới. Và em xin chân thành cảm ơn.